Rất nhiều con xe đời 223, đời 224 không đẹp bằng con xe này của em luôn. Không đẹp bằng luôn. Các bác nhìn xem. Đây. Đã hiện đại và vẫn còn rất mới các bác nhá. Đây, các bác nhìn xem. Nhưng mà thực ra cái mức để mình sở hữu chiếc xe này thì cũng chỉ bằng một con Spark và ít hơn cả một con Morning các bác nhá. Ít hơn con Morning. Thấp hơn con Morning, thấp hơn con i10 mà mình được sở hữu chiếc xe này rồi. Các bác nhìn xem, nó quá hiện đại luôn này, các bác nhìn xem này. Có thiết kế tần số tự động, điều hòa auto nóng lạnh đầy đủ, màn hình giải trí Android có lớn loại to, rồi đề lỗ thông minh. Và con này đi ít cho nên là cái nút này vẫn còn rất mới đúng không ạ? Và vô lăng cũng vậy, đi ít cho nên là vô lăng rất mới, tích hợp là có túi khiên toàn, những phím điều khiển được nằm hai bên vô lăng bốn chấu, lái rất chuẩn, lái rất nhẹ. Một bộ ghế da cực kỳ sáng và rực rỡ, đúng không ạ? Đấy, hai cửa sổ trời luôn nhá. Túi khiên toàn nằm khắp nơi xung quanh xe, đăng kiểm còn dài. Hồ sơ con này cầm tay sẵn rồi. Một mẫu xe VIP hạng D. Đấy. Ngày xưa nó là tiền tỷ. Bây giờ thì nó quá hấp dẫn rồi. Đấy, nó không bằng một cái con xe taxi, không bằng một con Morning hay là i10 đúng không ạ? Đây. Rất dài rộng và to cao các bác nhá. Rất dài rộng và to cao luôn. Dài suýt sót 5 mét. Có trang bị phanh đĩa, phanh ABS đầy đủ, sơn xi bên ngoài bóng mượt, không xước xước chỗ nào cả. Và loại này thân vỏ nó rất là cứng dày chắc chắn và chạy rất tầm, êm ái, chắc, bốc khỏe, cách âm cách ồn cực kỳ tốt các bác nhá. Đấy, cốp sau to, đựng đồ được rất là nhiều. Đấy, đèn đóm trước sau rất mới, những mắt cảm biến chống va chạm, có camera đùi đàng hoàng đầy đủ các bác nhá. Bốp nắp xe vẫn còn dày. Đấy, xe này là sẵn dùng thôi nhá. Và đây các bác nhìn xe này, keo chỉ vẫn còn, máy số zin và keo chỉ của xe vẫn còn zin các bác nhá. Nội thất như mới luôn đúng không ạ? Đây, nội thất thì như mới rồi. Đấy, nội thất như mới. Vâng, mời các bác mình cùng đón xem chi tiết hết trong clip này ở nhà mình nhá. Gương kính điều chỉnh điện, có cục gương tự động, chốt cửa tự động. Và chiếc xe được thiết kế là cốp mở điện, xăng mở điện, chỉnh đèn sáng tối. Xe đi là chưa tới 6 vạn km các bác nhá. Đấy, chưa tới 6 vạn km luôn. Đấy, là ghế điện đây, hai ghế điện luôn nhá. Đấy, bách cửa rất đẹp luôn này. Đấy, máy số keo chỉ của xe vẫn còn zin. Đấy, con này thì bác cứ yên tâm thôi, cho mình mang về mình thử luôn các bác nhá. Đấy. Thứ 3 hôm nhá, cho mình thử 3 hôm luôn. Được chưa? Đây, đèn rất mới, có bi cầu kính rất sáng nhá. Sinh nhan báo rẽ trên gương, nút bấm từ một chặng nằm tay đóng cửa, kính bọc dán xung quanh, ốp lốp một số vị trí rồi. Đây. Các bác nhìn đi, mặt nạ các bác của xe đây. Đẹp chưa? Rất hầm hố luôn. Nhiều con 223, nhiều con 2024 thiết kế còn không đẹp bằng con này đúng không ạ? Bác nào mà mua về mình sử dụng đi lại quá là ok nhá. Đây. Gọi cho em để em chốt cho thôi nhá.